Anh lên tí với chị Bích Trâm tới của chú anh chị ơi. Vậy là hai bạn tới tắt và Noel đây. Đây, đây tí với chị Bích Trâm cũng đến nhà chị Hồng Loan ăn Noel nha cả nhà. Trời ơi. Kia rồi, kia rồi. Bích Trâm nha. Mặc đồ đỏ như con du tuyết vậy. Đến từ 4 giờ chiều tới giờ đây. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Trời ơi. Tí giờ chị Trâm nha. Chào tí. Hai bữa hẹn với chị kêu anh em qua đây ăn Noel. Trời ơi, tao sợ mày nhất. Trời ơi. Tao đi sợ cái miệng mày nhất luôn á. Bữa chị hứa với tụi em mất vào. Giờ mày nói câu nào ra tao thấy sang hết trơn. Trời ơi. Ba con kia đâu chị? Ba con. Ba bé kia ở nhà, ba bé kia ít đi hơn bé này. Đẹp thiệt, cái hình nó đẹp thiệt. Ba bé kia nó một bé nhỏ thì nhỏ quá. Còn hai bé kia nó quậy lắm. Anh nàng là run quá, bữa thấy người đâu cũng run. Nó có bánh cùng rung kìa. Nó rung quá trời. Nặng quá, nặng quá. Không, nó sợ. Đi tới rồi, diều tới rồi, chỉ cần người thôi. Một chút nữa ông già Noel tới, chị nói nhỏ em nghe rồi. À, chị Loan có quà. Có quà cho bé cả nhà ơi. Chào anh em YouTube ruột thịt. Tại chị buồn ngủ luôn á chị Trâm. Hôm nay bị không chơi hả? Đúng rồi. Chào anh em YouTube ruột thịt nha. Mở nhạc đi. Mọi người đi con, mọi người đi. Mở nhạc nghe nha mọi người. Mở nhạc nghe nha mọi người. Dạo này tự nhiên hót hót á rồi. Mở nhạc chạy. Mở nhạc đó, nó nhất là nó nghe thôi. Mưa bong bóng. Mưa bong bóng đi chị. À, cho anh tí. Đây bé cho rồi. Bây giờ ăn nóng quá. Bỏ ngoài nhắn tin. Nhắn tin cho bỏ lên. Bài đó đỏ luôn chị. Loan mà bỏ bài Giáng sinh là chạy hết trơn luôn. Chạy mất vé khó vô hết rồi. Đây nè, mua bắp nè. Bắp cắt lên ăn với mua chiếc chèn. Rồi, nó uống nhiều lắm nè. Ám ảnh luôn chị. Em là hiền nhất trong đội này luôn á chị. Em hiền nhất em bị hiền. Còn lát nữa ông già Noel chui ống khói xuống hay sao chị Trâm? Tân á. Tân. Nhà chị ông Loan có ống khói không chị ông Loan? Hả? Nhà chị ông có ống khói không? Lát ông già Noel chui xuống á. Chui vô. Ở đây vậy luôn nè. Làm sao khói nữa. Tôi không có không nghe ông tí nói hả? Năm nay ông già Noel thất nghiệp không còn nữa. Mà heo già Noel xuất hiện. Heo già. Rồi cái nón heo già Noel, heo tay xanh, tính giá xanh xuất hiện. Còn tính tay xanh thế này nữa. Già Noel đang.
Năm nay có người phát quà mới ha, heo già. Trời ơi, quà nữa. Hết hồn. Anh Khang nghe nói là anh xin bé cái gói đó thử thử. Ông già nói em lấy rồi. Tầm 1 tuổi thôi mẹ. Lấy rồi đó. Tao muốn chết rồi vậy thôi tuổi. Rồi xong rồi tao đi kiếm muốn chết rồi vậy thôi. Mấy là cho thử mấy. Dạ được rồi chị uống đi, tụi em không uống nha. Uống trà sữa không? Dạ thôi thôi được rồi chị. Thôi chị qua uống cà phê đi. Dạ. Cho anh em YouTube tiểu cà phê nè. Rồi cho anh em YouTube tiểu cà phê nè. Thôi được rồi chị. Trời ơi, sao bữa nay quà tới thấp luôn. Nè. À, mà tất cả anh em YouTube đi qua bển uống cà phê chung nguyên giùm tôi cái. Mà cái thằng mà tao ghét nhất cầm tiền nè. Mà anh em này có ruột không chị? Anh em này có ruột không? Anh ruột của chị nè. Anh em ruột. Anh em ruột. Anh em YouTube ruột. Ruột thật đó. Rồi anh em đi uống cà phê đi. Ồ quà Noel nữa cả nhà ơi. Sao mà quà tới thấp vậy ta? Mùa Giáng sinh nè. Rồi em chúc ồ la làng lên lớn lên. Ô trời thôi luôn rồi, thôi luôn rồi, xong luôn. Xong luôn. Thôi nghe nhạc tốt nha. Im, im, nhạc chưa? Chưa. Nhạc đồng ôn. Mỗi nhạc của chị Loan hả chị? Hai mùa chung chương chị Loan. Mỗi nhạc nó lớn lên anh, chưa nghe rõ lên đây. Chưa, chưa, thấy nãy thì cũng không nhận nhạc, không dám đứng. Mỗi nhạc nó lớn lên chưa nghe rõ nhạc. À, lớn lớn anh còn nghe rồi. Rồi đủ rồi, đủ rồi. À, đúng rồi, dịch của chị Loan nãy giờ quên luôn. Chứ chị Loan không ăn. Đem bỏ nó giờ gọi mọi người ăn bỏ nó. Rồi đi bển ăn rồi mua cà phê uống luôn đi. Rồi cảm ơn chị Trâm nha. Rồi chúc chị Trâm Giáng sinh vui vẻ nha. Dạ. Tới gần hai tới rồi. À, tới. Là sẽ đêm mai sẽ có hy vọng là. À, đây là anh Tý nè cả nhà. Mai hả? Không biết hả? Anh ruột nè. Hy vọng. Ngày cho nghỉ nghỉ ngơi một ngày đi. Hy vọng. À, ngày mai là 9 hả? À, 9 không phải. Hôm nay đi chơi Noel đã, bây giờ đi Noel đi. Thư giãn Noel đi. Nghĩ đó ông già nữa, cái nghĩ có heo già luôn em. Tí tí, hồi nãy khán giả có nhắn anh nói là hôm nay em qua chợ ở chỗ của em và em hỏi là phan em nói là phan em như thế nào để khán giả nói là phan em phải nằm mơ cho một nhiều mỡ mơ phải tao kê quá anh. Hôm nay qua trễ rồi nào đâu, ông sai còn chưa tới nè. Tại vì bữa là em nói là chiều thành 4 giờ em qua. Đâu có đâu. Không có, đâu nó từ 4 giờ hôm qua đâu. À, chị Trâm ra đón ông già Noel. Cái gì mà gây lộn với chồng tôi đây? Rồi, anh em qua bển ăn đồ với uống cà phê đi. Nằm mơ ngắn quá, khoảng tí, nằm mơ dài hơn một xíu. Thôi bển đi qua, bển uống cà phê ngồi nghỉ đi. Nghỉ chưa giờ rồi. Anh Sang, thằng Sang là thằng ghét nhất em đang giữ, nó giữ tiền cà phê đó. Anh em qua bển uống cà phê. Thôi mời anh chị đi qua uống chung cho vui. Uống chung đi chị ơi. Trà sữa bên đây rồi. Bạn là chừng nào trà sữa qua vậy? Hả?
Không, tới đây chơi rồi. Không like tiếp quá chị. Để em lên em like cho chị. Chăm ơi.